bạn ơi, bạn mình á có vài lời muốn nói với bạn đó. Mình xin giới thiệu, đây là Vũ, học sinh nổi bật nhất Đại học Quốc tế Sài Gòn á. Thư, nếu như bạn mà chưa có bạn trai á thì quen mình đi ha. Ơi, bạn ấy là ai mà sao chảnh quá vậy? Ông không biết đâu, cái bạn nó học trường Marie Curie đó, giỏi lắm luôn, lúc nào cũng giành được giải nhất ở trong trường hết á. Chưa kể mấy cuộc thi học sinh giỏi nha, cho dù là môn khoa học hay môn tự nhiên á, bả đều có giải hết luôn á. Học như là quái vật vậy á. Minh ơi, chiều nay mình đi sửa xe á, bạn có đi chung không? Tôi cũng đang tính đi sửa cái thắng xe á. Đồng ơi, tôi đi với Yumi sửa xe nha, có gì ông về trước đây. That's enough for today. Goodbye everyone. Goodbye teacher. Bạn gặp thử một lần đi, bạn nó tuyệt vời lắm đó. Chào bạn. Xin lỗi nha, mấy bạn tuổi gì mà là quen mình? Nè, nói gì vậy? Có tình á, tao muốn mày không? Mày thử đấm vô mặt cổ đi. Thử đấm vô mặt mày luôn. À, mày đến là anh hùng cứu mỹ nhân hả? Mày muốn đấm đúng không? Về nhà mặc váy đi, hẳn đấm phụ nữ. Mày. Đi đi, đụng vô cái thằng điên đó. Hay lắm. Cảm ơn nha. Không có gì đâu. Nguyễn Đức Mẫn của trường quốc tế Sài Gòn đúng không? Ủa, sao bạn biết? Bạn nổi tiếng lắm đó. Mà hồi ở trường mệnh cũng qua đây học thêm anh Văn hả? Ừ, dĩ nhiên. À, bạn có bạn gái chưa? Bạn hỏi chi vậy? Nếu bạn chưa có bạn gái thì mình hẹn hò đi, mình thích bạn lắm đó. Hả? Ủa sao đi chơi mang ít đồ vậy? Đi gần mà, có sao đâu. Ờ ha. Ủa, ông bỏ con chó vô chi vậy? Thì tôi biết mỗi lần mà hay ngủ, ông phải gác, ông mới chịu được. Tôi nhét con gối luôn. Đúng hả? Cảm ơn ông nha. Đúng là chỉ có vợ chồng mới lo cho nhau như vậy thôi. Mày nói gì mày? Không đúng hả? Mày dở mặt tao hả? Ê, mình là thôi, tôi thôi mà. Mày tính hai vợ chồng tôi quýnh mày không? Ê, đừng mà, đừng quýnh mà. Nó nói hai vợ chồng cả. Thôi mà, thương nha, thương. Đừng quýnh nha. Đừng chừng nữa nha. Thôi mà. Ủa mà Mến nè, sao không đi chung luôn hả? Thôi tôi bận rồi, lát nữa tới sau với hai anh chị y tá cũng được. Chắc nó bận đi cô gái chứ bận gì. Thôi mà, bớt hòa đi mình. Xin lỗi nha, nghĩ sao đây mà phải đi cô gái? Đây chỉ cần đứng yên một chỗ, gái cũng tự đi tới, hiểu không? Tống hiểu sao mấy người con gái đó là hả? Nó đâu có biết được là mày là cái người hả, đầu to ốc như trái nho đâu. Suốt ngày đánh pizza. Pizza gì? Thôi mà, đừng đánh nhau mà. Có biết tôi đang quen ai không? Đã từng nghe cái tên Nguyễn Anh Thư bao giờ chưa? Nguyễn Anh Thư? Em đừng có nói là cái bạn Nguyễn Anh Thư ở trường Marie Curie đó nha. Còn ai nữa? Ôi ông xạo vừa rồi, ông ơi, bạn đó bạn chảnh lắm đó nha. Mày đừng có xạo mày, làm gì quen được. Ý này đi xạo hả? Không tin đúng không? Chính cô ta là người đòi làm bạn gái của tôi. Chưa kể còn lấy điện thoại của tôi, tự lưu số điện thoại của mình vô đó. Không tin, coi nè. Không tin thì cứ thử gọi đi. Thôi để tôi coi coi. Cứ tự nhiên. Alo bố ạ. Bố ơi, con đi chơi ngày mai mới về cho bố. Lao. Chứ giờ đâu biết bà Thư đâu, gọi chửi vô duyên. Mà lao đi, tôi đi chơi đây. Thích ông quá à. Hồi đó mà cứ yêu đương vui vẻ nha. Tôi không hiểu sao luôn á. Không hiểu sao mà có con gái thích nó luôn á. Thank you.
mình xin lỗi bạn mình tới trễ nha. Bạn đợi mình có lâu không? Chính xác là bạn tới trễ 17 phút. Bình thường như vậy là đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình rồi đó. Nhưng vì đây là con số mình thích nên mình sẽ bỏ qua cho bạn lần này. Mình đang nói số 17 đó, nó là số nguyên tố mà. Mình rất thích số nguyên tố bởi vì nó rất quý phái. Ngoài số 1 và bản thân nó ra, nó không chia sẻ cho bất kỳ số nào. Rõ ràng là rất ích kỷ, nhưng đồng thời nó cũng rất kiêu ngạo và thể hiện minh bạch bản chất của nó. Rốt cuộc là cô ta đang hỏi mình cái quái gì đây trời. Bạn có yêu thích con số nào không? Không, mình không thích con số nào đó. Không lẽ bạn không nghĩ tới chuyện yêu thích các con số tự nhiên hả? Còn mình thì rất yêu thích những con số quý phái. Còn bạn? Bạn không thích số nào luôn hả? Không. Từ đầu mình cũng đã đoán được bạn không phải là người thông minh và hiểu biết nhiều. Đúng như là đồn ha. Trời ơi, cái con nhỏ nữa đang nói cái gì vậy ta? Thiệt tình là mình nghe không có hiểu cái gì hết á. Ánh nắng hôm nay đẹp thật. Chạy ra, chạy ra. Kira Kira là mục tiêu cuộc đời mình. Mỗi ngày mình cũng không biết làm gì, cứ lặp đi lặp lại như một cái máy, chỉ biết cố gắng hết sức để được như vậy. Kira Kira. Thấm hoa đằng kia đẹp quá, mình lại đó chụp hình đi. Kira là cái gì vậy ta? Lâu lắm rồi mình mới cảm thấy thoải mái như hôm nay. Nhiều lúc mình cảm thấy mình giống như một giọt nước giữa đại dương mênh mông, kiến thức vô hạn. Giống như Isaac Newton đã nói, mình cũng không biết tại sao mình lại vậy nữa. Nhìn cuộc sống tự do tự tại của bạn, mình cảm thấy ganh tị thiệt đó. Chim thì được sinh ra từ trứng, mà vỏ trứng chính là thế giới. Nếu muốn được sinh ra thì phải phá bỏ thế giới đó. Hey, mở miệng ra là toàn nói cái gì đâu không à. Cái gì mà giọt nước cái chổng nữa. Bộ là đang khát nước hả? Vị thần đó chính là Abrasat Demian. Lần đầu tiên đọc thấy quyển sách đó, mình đã rất hứng thú. Bạn đã đọc chưa? Hả? Bạn biết không, con tàu rất an toàn khi được neo đậu trong cảng. Nhưng người ta làm ra nó không phải vì mục đích đó. Bạn có hiểu mình nói gì không vậy? Hiểu. Giống như Albert Einstein đã từng nói, sự đơn điệu và cô độc của cuộc sống im lặng kích thích trí sáng tạo. Bạn nghĩ sao? Mẫn. Sao? Bạn nghĩ sao? Mình nghĩ là mình cần phải đi vệ sinh một chút xíu nha. Thầy Phúc nói tới nơi gọi điện cho mình, sao không thấy gọi gì hết trơn. Alo, cô Hiền hả? Alo, anh Phúc hả? Không phải, em là Mẫn nè. Ủa, Mẫn hả? Cô cho em hỏi cái. Cái gì mà Kia gì đó cô, nghĩa là gì vậy cô? Là Kia. Không phải là cái hãng xe nào hả? Không phải, ý em không phải là cái hãng xe hơi đó. Là cái gì mà Kia gì mà mục đích sống đó cô. Kia. Có phải ý em nói là Kira không? Đúng rồi cô, cái đó đó cô. Kira trong tiếng Nhật có nghĩa là lấp lánh. Ý nghĩa nó giống như là sẽ tỏa sáng, giống như là một ngôi sao lấp lánh vậy đó. À, thì ra vậy hả cô? Còn cái này nữa cô. Cái gì mà Abra gì hả cô? Cái gì mà có con cái trứng rồi con chim gì hả cô? Cái gì mà bay nở tung cánh vậy cô? Cái đó nghĩa là gì cô? Có phải là Abrasat không em? Đó là tên của một vị thần ở trong cuốn tiểu thuyết Đềm Như Anh á. Đúng rồi cô, nhưng mà cái đó là cái gì vậy cô? Thì là một vị thần vừa thiện vừa ác thôi. Sao vậy em? Thì ra là vậy. Rồi em hiểu rồi, em cảm ơn cô nha. Hả? Muốn thử cô hả? Xin lỗi bạn, mình phải về đi nhà rồi, nên không đi coi phim với bạn được. Còn điều này muốn nói với bạn nữa. Mấy cái mà Kira hay là Abrasat gì nãy bạn nói á, mình thấy hay lắm, rất thú vị. Thôi mình đi trước nha. Khoan đã, mình cũng có chuyện muốn nói với bạn. Chuyện gì vậy? Cả ngày nay đi chơi mình đã suy nghĩ rất nhiều rồi.
Khi mình kết bạn với một người khác giới, mình chỉ quan tâm họ giống như một nghi thức để thể hiện cái tôi của mình mà thôi. Hơi ích kỷ ha. Rốt cuộc là em nói cái gì nữa đây? Đầu mình cứ quay im trống rồi nè. Vì vậy những cuộc gặp gỡ chỉ mang tính chất nhất thời. Với bạn có lẽ cũng vậy. Bạn hiểu lòng mình chứ? Gì nữa vậy trời? Mày nói cái gì nữa đây ta? Hiểu. Mình đã nói hết những gì mình nghĩ rồi đó. Bạn hiểu chứ? Bữa nay mình rất vui. Chào bạn. Gái thiệt là khó hiểu ha. Thích thì nói thích, chứ đâu phải ngại. Gì vậy? Em có chuyện này muốn nhờ anh chút xíu. Chuyện gì? Anh có thể giúp em gọi cho anh Thư được không? Thư gọi, sao tiện anh gọi chi? Chứ giờ em gọi nó không có bắt máy của em. Em gọi nó mắc máy, mắc mớ vậy anh gọi nó bắt máy. Thôi giúp em đi mà mượn điện thoại cho em mượn điện thoại đi. Nè nè. Thấy chưa, cũng có bắt đâu. Mất máy người ta. Alo. Tôi là Nguyễn Đức Minh, anh của thằng Mẫn á. Thằng Mẫn nó gọi điện cho bạn không được cho nên là bây giờ nó nhờ tôi gọi nè, tôi chuyển máy cho Mẫn nha. Hả? Tôi hiểu rồi. Vậy thôi nha. Chào bạn. Ủa sao anh không đưa máy cho em mà anh cướp máy chứ vậy? Nó nói là nó chia tay em rồi, bộ em không biết hả? Cái gì chia tay cái gì? Nó nói rất là thích em mà sao mà chia tay được. Còn cái chia tay, đây là em phải là người nói câu đó mới đúng. Cái gì nó nói là nó chia tay em rồi, em bị đá rồi, em bị khùng rồi có, tự nhiên chửi anh. Bị đá rồi. Kỳ vậy ta. Lấy phải để đẹp trai chia tay, sao lại chia tay đẹp trai? Biết rồi, loạn hết rồi. Abrasat, gì mà tìm hoài không ra vậy ta? Google gì mà kỳ quá. Trời ơi, tức quá. Gia đình là số 1, oh oh. Gia đình là số 1, oh oh.